Sau khi hoàn tất việc tắm cho bé, bạn có thể tiến hành các bước chăm sóc và vệ sinh khuôn mặt, móng tay, chân, tóc cho bé. Nhưng trước hết, bé phải được mặc quần áo và tã hoàn chỉnh. Tóc bé ở thời điểm này thường mỏng và thưa thớt. Nếu bé có khuynh hướng toát nhiều mồ hôi, nên làm sạch tóc và phần đầu của bé hàng ngày với dầu gội. Nên nhớ phải vệ sinh phần thóp của bé, như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể bé. Nếu bé không đổ nhiều mồ hôi, bạn có thể tắm gội cho bé từ 2 đến 3 ngày một lần. Nhưng bạn luôn phải chải tóc cho bé mỗi ngày bằng một chiếc lược mềm và sạch. Điều này có thể giúp loại bỏ việc hình thành những mảng bám từ sữa và các tạp chất khác trên đầu và tóc bé. Chăm sóc và vệ sinh mặt. Ở những tháng tuổi đầu tiên, bạn nên vệ sinh khuôn mặt của bé bằng những miếng bông vô trùng không có lông, gạt tẩm nước ấm, dung dịch y tế. Bắt đầu bằng việc làm sạch mắt với một miếng gạt tẩm dung dịch vệ sinh. Luôn lau từ khu vực sạch nhất sang khu vực bẩn nhất. Dùng miếng gạt khác và lặp lại các bước làm sạch như trên với mắt còn lại. Tiếp tục lau trán, má, cổ và kết thúc với phần miệng. Vệ sinh tai cho bé bằng một chiếc tăm bông chuyên dụng. Chỉ nên vệ sinh phần vành tai, không thực hiện ở phần ống tai. Chỉ bác sĩ nhi khoa mới có thể kiểm tra và thực hiện các thao tác ở ống tai của bé, lau sạch cả phần phía sau tai với miếng gạt hoặc bông cô tông. Chăm sóc móng tay, chân cho bé. Trước hết, bé phải được mặc quần áo và tã hoàn chỉnh. Sau đó, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả các dụng cụ chăm sóc móng cho bé. Tốt nhất là nên vệ sinh sạch sẽ tất cả các dụng cụ này với alcohol sau mỗi lần sử dụng. Kéo cắt đặc biệt dành cho bé với đầu tròn và những đường cong, tránh gây tổn thương cho bé. Kềm cắt móng dành cho bé. Giũa móng. Móng tay, chân của bé phát triển rất nhanh, vì vậy bạn luôn giữ móng tay chân của bé thật ngắn, tránh việc bé tự cào xước. Ở tháng tuổi đầu tiên, móng tay chân của bé rất mềm nên hãy đeo găng tay cho bé. Bạn nên cắt móng tay chân cho bé trong lúc bé đang ngủ, vì lúc đó bé sẽ ít cựa quậy hơn so với khi bé đang thức. Nếu bạn tiến hành cắt móng tay chân cho bé khi bé đang thức, nên đặt bé lên đùi bạn. Không nên cắt móng tay chân của bé quá ngắn để tránh tổn thương cho móng. Cần tăng cường ánh sáng trong phòng khi bạn tiến hành việc cắt móng tay chân cho bé, hoặc bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của một người nào khác khi bé cử động nhiều.